Kính chào quý vị đã quay trở lại kênh Dạng Ngọc Nhân Sinh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Nhân Gian Du Ký. Ý nghĩa trọng đại của sách này là nằm ở chỗ, chẳng kể kẻ tu đạo, kẻ trần tục, đều có thể truy tầm phỏng vấn, từ hạ thừa qua trung thừa, cho chí thượng thừa đều độ khắp cả. Kẻ hạ thừa được cải tà quy chính, buông giao đồ tể lập tức thành Phật, giải nghiệp về sống nơi đất sạch. Kẻ trung thừa giữ gìn mối nhân luân đạo đức, chứng quả thành đạo. Kẻ đại thừa tu vô vi đại pháp, học lẽ đạo siêu diệt, đạt cảnh giới vô sinh vô diệt, tự tại tự như. Do đó phổ biến tam thừa để mưu lợi ích cho chúng sinh, há lại bị lọt vào lồng giam mê tín hay sao? Hồi 27. Diện sám hối nam thiên tu thêm công đức. Diện thanh thiếu niên thuật rõ nhân quả. Phật sống tế công, giáng, thơ, thanh niên học đạo chính tương đương. Đại đạo quả trạch luyện tính dương. Tam triêu phùng hiển tu tảo ngộ. Mặc đãi niết bàn quái tự manh. Đạo chấn phát dương bố thế gian. Chân lý phổ quá lại thánh đàn. Thần tiên giáng loan truyền chân pháp. Hữu duyên tham ngộ giai bất phàm. Dịch: học đạo thanh niên chính hợp thời. Pháp màu nhà lửa tính rèn trui. Thăng qua ít bữa tu mau ngộ. Chớ đợi niết bàn sợ mắc đuôi. Chấn hưng đạo lớn giúp nhân gian. Chân lý truyền trao có thánh đàn. Giáng bút Phật trời ban diệu pháp. Cơ duyên gặp gỡ quả thần tiên. Tế Phật, đêm nay có khoảng 10 thanh thiếu niên ham thích đạo từ các nơi tới lễ thánh và học đạo, khiến lòng ta vô cùng khoan khoái. Ha ha, kẻ học đạo nếu như biết dùng tuổi trẻ để nghiên cứu tu tiến, tương lai chắc chắn vô cùng ơn ích. Ngược lại nếu như không biết quý tuổi thanh niên mà lỡ hoang phí thời gian vàng ngọc, sau này mới biết đại đạo là quý báu thì e rằng quá trễ. Cho nên đêm nay thanh niên các nơi gắn gọi tới thánh hiền đường tham dự đàn cơ, hy vọng trong kiếp này họ biết quý trọng cơ duyên tốt, việc tu hành ắt sẽ tinh tiến. Thái sinh, ân sư đêm nay cũng đột nhiên cố gắng tới thánh hiền đường xem thanh niên tham dự đàn cơ. Hình như ân sư đặc biệt lo lắng đối với thanh niên tu đạo. Song kể từ khi bắt đầu thời gian mạt thế tới nay, có một số thanh niên sợ tội ác của mình quá nặng, do đó nói tới việc tu đạo họ rất sợ. Vậy kính mong ân sư vì họ giải quyết sự hoài nghi này. Tế Phật, vấn đề trò ngoan vừa trình bày rất hay. Nếu như các thanh niên này đã có công tu đạo, thì chớ sợ đường đạo gập ghềnh khó đi. Chỉ cần giữ vững lòng tin, tự mình đạp chân lên đất thực, tuần tự mà tiến, tương lai dĩ nhiên có thể học thông đạo lớn. Hiện tại thầy có giải đáp vấn đề này cặn kẽ cách mấy đi nữa cũng không bằng hướng dẫn trò ngoan đi quan sát sự thật hiển nhiên. Hy vọng sẽ khiến được phần đông thanh niên lập chí học đạo, lập tâm hành pháp. Thái sinh, thưa đêm nay ân sư hướng dẫn con đi thăm chốn nào? Tế Phật, thầy hướng dẫn con tới thăm diện sám hối, bởi vì trong diện này có rất nhiều vong hồn trước kia tội nặng, song sau này lại có tâm học đạo, nên đã tu thành quả dị. Đêm nay thầy giúp con cơ hội được phỏng vấn các vị tu sĩ trong diện, để con được rõ tại sao lúc sống các vị đó lại có thể đột phá hoàn cảnh khó khăn mà tu tới quả dị khí tiên thiên. Thái sinh, quả là may mắn, như vậy con có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các vị tu sĩ đó. Tế Phật, con có đức khiêm tốn, quả là thật hay lắm, con hãy lên đài sen. Thầy trò mình bắt đầu khởi hành. Tế Phật và Thái sinh ngồi trên đài sen, vuông vút bay lên, lát sau bình bồng giữa không trung, hướng phía Nam Thiên bay tới. Tế Phật, đã tới diện sám hối Nam Thiên, trò ngoan hãy xuống đài sen. Thái sinh, chốn này phong cảnh tuyệt đẹp, chim tiên, cây tiên đầy vườn, mây lành bay lượn khắp chốn, kỳ hoa dị thảo mọc đầy, tất cả đã tạo thành cảnh tượng thanh bình an lạc, cực kỳ đẹp đẽ. Tế Phật, trò ngoan, con chớ tham lam quyến luyến cảnh này, bởi vì phong cảnh nơi đây tuy đẹp, song không đẹp bằng cảnh con đắc quả dị tương lai. Thái sinh, thưa, trò ngu chẳng dám mong cầu nhiều, con cũng không thể tưởng tượng được là cảnh sắc Nam Thiên lại có thể đẹp đẽ tới mức này. Những người tu đạo hiện tại quả là có phước, chỉ mất mấy chục năm tu hành mà đổi được cả hàng vạn, hàng ngàn năm phúc báo tại cõi trời thì quả là xứng đáng lắm. Tế Phật, đúng vậy, thôi tạm ngưng cuộc đàm thoại,
Thần thánh trong diện đang đi tới đây để tiếp đón thầy trò ta. Mình hãy theo quý vị đó vào trong diện. Thái sinh, thưa dân. Tế Phật và Thái sinh được mấy vị thần đón vào trong diện sám hối. Thái sinh thấy các vị tu sĩ, người nào người nấy khí lành sung mãn, không lộ chút tà khí. Thái sinh cảm thấy rất vui mừng, tâm hồn muôn phần khoan khoái. Lúc này diện trưởng đang hàn huyên cùng Tế Phật. Diện trưởng, Tế Phật hạ cố tới đây, không rõ gió nào thổi tới, quả là khách quý hiếm có. Còn thưa vị người phàm tháp tùng Tế Phật này là ai? Tế Phật, ha ha, bữa nay tôi hướng dẫn người trần gian này tới thăm quý diện là cốt để viết sách Nhân Gian Du Ký. Diện trưởng, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Và thưa có phải vị này chính là thiên bút của Thánh Hiền Đường phải không? Tế Phật, chính phải. Diện trưởng, xin mời hai vị vào phòng khánh tiết của diện để nghỉ ngơi. Thái sinh, đa tạ sự tiếp đãi nồng hậu của diện trưởng, thưa không dám làm phiền. Tế Phật, à, tôi thiết nghĩ thời giờ eo hẹp, nên xin diện trưởng cho mời vài vị tu sĩ của quý diện ra đây để thái sinh được dịp may. Trước kết mối đạo duyên, sau được rõ về kinh nghiệm lúc còn tại thế của mấy vị đó. Diện trưởng, thưa được, tôi sẽ truyền lệnh cho thuộc cấp lo liệu việc này ngay. Diện trưởng vừa ra lệnh xong, thấy có ngay ba vị tu sĩ từ trong đi ra gặp Tế Phật. Thái sinh, thưa, chào mừng Đại Đức. Kính xin Đại Đức cho biết sơ qua về hạnh tu đạt được quả vị Nam Thiên của Đại Đức. Đại Đức, thưa được, hiện thời là lúc cuối mùa của Diệt Phổ truyền đạo lớn xuống cõi nhân gian. Do đó tôi được may mắn có người hướng dẫn tu đại đạo, nên ngày nay tôi mới có thể lên cõi trời này tu tiến tiếp. Thái sinh, thưa không rõ lúc còn tại thế Đại Đức đã tu theo pháp môn nào. Đại Đức, tôi lúc sống vì nghiệp quá nặng, có một lần thân thể bị yếu đau, thuốc thang chẳng khỏi, đang khi khốn đốn không biết giải quyết cách nào, thì may mắn gặp bạn quý tới nói cho tôi hay rằng đó là bệnh nhân của nghiệp báo, song tôi vẫn bán tín bán nghi. Mãi về sau, một bữa tình cờ gặp được duyên may, tôi tới tham dự đàn cơ ở Thiện Đức đường Sơn Đông, để rồi sau đó đầu cửa thánh tu thánh đạo. Thân thể dần dần khỏe mạnh, song vì trách nhiệm gia đình còn quá nặng, do đó tôi không thể một sớm một chiều hiến dâng tất cả cho thánh giáo, nên tôi phải kiên trì đời đạo song tu và chăm lo công quả tại thánh đường ròng rã suốt 10 năm trời. Tới lúc lìa khỏi dương gian may nhờ ân chủ Thiện Đức đường đề bạt, tôi được tới diện sám hối để tiếp tục tu tiến, nghiên cứu y lý cùng đạo pháp, để sau này khi trở lại trần gian nhậm chức thần tôi sẽ đem ra sử dụng để cứu nhân độ thế. Thái sinh, cho nên có câu nói, trời không phụ người. Lúc còn tại thế Đại Đức đã lo công phu công quả tại thánh đường ròng rã suốt 10 năm thì công đức quả là siêu diệt. Xin chúc mừng Đại Đức. Thái sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ hai. Đại Đức, nói ra quả là mắc cỡ. Lúc còn tại thế, tôi vốn là một kẻ quá hư hỏng. Ngày nào như ngày nấy chỉ nhậu nhẹt du hí, chẳng biết học đạo là gì. May nhờ ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt, được vợ tôi cảm hóa, giúp tôi tỉnh ngộ và tu đạo lớn. Vì vậy ngày nay tôi mới có thể tới được nơi này. Thái sinh, sự may mắn này có thể giải thích rõ được lý do không? Đại Đức, việc này có quan hệ nhân quả ba kiếp. Lúc sống vợ hiền của tôi chính là người tu đạo. Chỉ có mình tôi hư hỏng, tôi thường phá phách sự tu hành và danh dự của vợ tôi, để mong vợ tôi bỏ ngang việc tu đạo. Song vợ tôi càng kiên trì nên 6 năm sau, tôi bị đức từ bi, tính khoan dung cùng ý chí kiên trì của vợ tôi cảm hóa. Từ đó về sau tôi không những không còn nuôi ý chí phá hoại sự tu hành của vợ tôi, mà trái lại tôi càng khuyến khích giúp đỡ thêm cho đến trọn đời. Nhờ vậy sau khi từ giã cõi trần tôi không thể ngờ rằng lại được chư thánh thần gia hộ hướng dẫn tới nơi này tiếp tục sự nghiệp tu hành. Thái sinh, thật quả là diễm phúc. Lúc sống có được người vợ hiền đã giúp đỡ lòng khuyến khích tu thành quả vị thần chân chính. Diện trưởng, khuyên người đời nên cố gắng tới cửa thánh học đạo để thành kẻ đường đường chính chính, đầu đội trời chân đạp đất. Thái sinh, thưa rất phải. Thái sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ ba. Xin Đại Đức cho biết lúc còn tại thế đã tu hành như thế nào. Đại Đức, thưa lúc sống tôi giữ chức thủ quỹ của một ngôi đền, hàng ngày tiền cúng dường của thập phương bá tính thu được rất nhiều, song tôi không hề tham lạm một đồng một cắc.
rất mực thanh liêm. Bởi giữ lòng trong sạch, dốc tâm vì đạo cho nên tôi tuy học vấn nông cạn song thần chủ vẫn đề bạt. Do đó tôi mới được ân phước tới nơi đây tiếp tục học đạo. Thái sinh, hạnh tu này thật quả khó đạt. Kẻ tu đạo giữ được thân tâm trong sạch là việc làm cực kỳ khó khăn. Song đại đức thực hiện nổi thì đương nhiên hiển thánh. Tế Phật, trò ngoan hãy tạm kết thúc công cuộc phỏng vấn bữa nay tại đây. Dịp khác có cơ hội sẽ tiếp tục. Thái sinh, thưa dân. Tế Phật cùng Thái sinh chào từ biệt ngài diện trưởng cùng chư vị tu sĩ. Tế Phật, trò ngoan hãy mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 28. Luận tu đạo, các đạo tự nhiên cùng một tâm. Bằng học pháp, các pháp tròn đầy không hai ý. Phật sống tế công, giáng, thơ, thiên ý nhân tính thuận tự nhiên. Tôn giáo ý nghĩa bất di yên, giả sức bất trang chân quân tử. Thực tướng thế giới khả kết duyên, dịch, thiên lý nhân tình hợp tự nhiên. Nhiệm màu ý đạo gắn trao truyền, giả nhân giả nghĩa phi quân tử. Thế giới chân tâm hẳn kết duyên. Tế Phật, lý đạo bao giờ cũng hợp tự nhiên, cũng muốn con người sống thuận theo lẽ trời. Do đó trong sách Trung Dung có nói, mệnh trời gọi là tính, tính đó khi phát lộ ra gọi là đạo, tu đạo gọi là giáo. Đạo một giây một khắc chẳng thể xa lìa, còn xa lìa được chẳng phải đạo. Thiên mệnh chi dị tính, xuất tính chi dị đạo, tu đạo chi dị giáo. Đạo đã giả, bất khả tu du ly giả, khả ly, phi đạo giả. Do đó nếu như hiểu được rằng người ta ai cũng có tính trời tự nhiên, hành động hợp với lẽ trời thì gọi là hữu đạo. Còn nếu như nghịch ý trời, làm điều vô nhân thất đức thì gọi là vô đạo. Thánh thần tiên Phật không nỡ nhìn cảnh nhân tính bị đọa lạc, bởi vậy các ngài đã ban truyền đạo lý để làm khuôn mẫu giúp người đời tu tâm sửa tính. Ví dụ như những kẻ làm ác, kẻ chuyên phá hoại, hoặc âm mưu làm điều bất lương, nghĩa là tất cả những gì họ toan tính thì khi chết đều trở thành không. Phải biết được rằng người ta khi chết là chỉ chết phần thể xác, còn phần linh hồn vẫn tồn tại và xuất hiện lại ở thế giới siêu hình bên kia cõi thế. Kiếp sống của con người chẳng qua chỉ là để đeo mang thân xác nặng nề mà thôi. Những kẻ bài xích tôn giáo tức là chối bỏ luật lệ tự nhiên, họ sẽ chẳng hề kính nể cứ mặc tình mặc sức tạo nghiệp chướng, do đó mà sang vào khốn khổ, dinh nhục được thua, nhân quả luân hồi không dứt, gây đau khổ cho tâm hồn. Có một số người coi thường việc học đạo, chỉ ham thích tranh đua, mỗi khi nghe nói tới đạo là họ sợ hãi như nói tới cọp, quả là sợ đạo như sợ cọp. Con người ta ai cũng sống trong đạo, đi trên đường đạo. Ví dụ như luật tồn vong của cơ thể con người, luật vũ trụ vận chuyển làm mà không làm, làm ở cõi vô sinh sinh quá quá không ngừng, đều là sản sinh biến hóa từ cõi hư không vô cực. Thái sinh, sự vận hành của trời đất vạn vật, đúng như lời dạy của Đức Lão Tử về đạo vô vi. Tế Phật, đạo của Đức Lão Tử siêu diệt hẳn cả hai phương diện tích cực lẫn tiêu cực. Quan niệm bình thường thì cho rằng tích cực là thắng, tiêu cực là bại. Còn Lão Tử đạt tới cảnh giới tối cao của tư tưởng, còn tất cả nhân loại đều hướng tới mục tiêu duy nhất là dục vọng. Để rồi sinh vì dục vọng mà tử cũng vì dục vọng. Còn nếu như thiếu dục vọng thì là tiêu cực, là thống khổ. Bởi vậy đã vì tiêu cực mà sinh, vì tiêu cực mà tử, đó cũng là căn bệnh, là nỗi thống khổ chung của nhân loại. Vì đánh mất ý nghĩa thâm sâu, đích cao dời nên bị thất tình, lục dục gây phiền nhiễu, tâm linh nhân loại bị hố thẳm sinh lão bệnh tử chôn vùi, hư dinh danh lợi là quyệt tán chúng sinh. Vậy thì thứ gì mất đi là có giá trị và ý nghĩa của nhân sinh? Đạo của Đức Lão Tử là đạo thuần phát không xa hoa, thanh tâm diệt dục để đạt tới cảnh giới siêu diệu vô vi. Tuy vậy chỉ cần một vài câu là có thể bao quát được toàn thể, song cũng chẳng cần phải thực hành công phu chân chính mới có thể đạt tới cảnh giới ngộ đạo. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư thấu triệt cơ trời siêu diệu, bày tỏ được hết lý đạo của Đức Lão Tử, con tin rằng những ai ưa thích đạo thì trình độ nhận thức đều được nâng cao lên một bậc. Tế Phật, trò ngoan, thời giờ đã trễ, thầy trò mình phải mau khởi hành.
Thái Sinh, thưa lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, trò ngoan mau xuống đài sen. Thái Sinh, cảnh trí nơi đây hoàn toàn u tịch, phía trước ngoài chùa Phật còn là nơi cư ngụ của Đức Bồ Tát. Xin lạy chào ra mắt Đức Bồ Tát. Thái Sinh gặp Đức Bồ Tát diệu năng quá thân, hào quang tỏa ngời. Bồ Tát, miễn lễ. Thái Sinh, thưa ngu sinh bất tài, bữa nay được ân phước diện kiến Đức Bồ Tát, kính xin Ngài chỉ giáo nhiều cho. Bồ Tát, Thái Sinh đã vì nhiệm vụ phổ hóa đạo lý mà gia công gia sức, quả thật là phi phàm. Thái Sinh, thưa nói càng thêm thẹn, tuy có thiện tâm phổ hóa đạo lý, song người đời vẫn còn quá tham dục nên khó bề thức ngộ. Bồ Tát, Thái Sinh chớ vì vậy mà sinh lòng chán nản, vì lẽ chốn phàm trần cũng ở trong dòng thái cực. Thái cực là bao gồm âm dương, do đó thiện ác nhân quả đối đãi tuần hoàn, nên công lao phổ hóa không giới hạn. Thái Sinh, đa tạ Đức Bồ Tát đã mở trí. Tại cõi thanh tịnh này, nếu như có thể xuất gia ở lại đây quả là ơn phước. Xin Đức Bồ Tát chỉ dạy cho sự quan hệ giữa thành đạo và xuất gia. Bồ Tát, thân tuy xuất gia song tâm chưa nhập đạo thì chưa phải là thật xuất gia. Tâm đã nhập đạo mà thân chưa xuất gia cũng là thật xuất gia. Nếu thân xuất gia, tâm lại nhập đạo tức là cả thân lẫn tâm đều xuất gia. Cho nên, thân xuất gia chỉ là giả tướng, không phải là thực tướng. Hình tướng là giả, thực tướng mới là chân. Cho nên việc thành đạo không có liên quan với hình tướng mà chỉ liên quan với thực tướng. Thái Sinh, kính xin Đức Bồ Tát chỉ dạy cho. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở tại chốn nào? Bồ Tát, nơi đây là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thái Sinh, thưa vậy thì không còn gì để nói. Bồ Tát, tâm tỉnh ác cõi Phật tỉnh cũng cùng một nghĩa. Thái Sinh, theo như lời dạy của Đức Bồ Tát thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ là một danh xưng mà thôi, còn ngoài ra không có nơi nào là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát, tất nhiên phải có cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc, song con người vọng động tâm không tỉnh thì chẳng thể tới được. Cho nên khi nói đây là thế giới Tây Phương Cực Lạc là muốn biểu thị ý nghĩa phải có tâm Tây Phương trước rồi sau mới có cõi Tây Phương. Thái Sinh, ha ha, lời dạy của Đức Bồ Tát quả thật là siêu diệu, sẽ giúp người đời thức tỉnh sâu xa và hiểu được rằng phải thực hành như thế nào mới có thể siêu sinh cõi Phật. Bồ Tát, muốn siêu sinh cõi Phật Tây Phương không khó, chỉ cần tẩy trừ sạch căn duyên tửu sắc, tài khí, ái ố dục, liền thành tiên tiêu dao tự tại. Thái Sinh, thưa đúng vậy, đúng vậy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhưng những tội hồn bị đày tại địa ngục có Phật tính không? Bồ Tát, đương nhiên cũng có Phật tính. Thái Sinh, thưa nếu có Phật tính thì Phật tính có cùng chịu hình phạt không? Bồ Tát, Phật tính không bị hủy hoại, không tướng, không trụ, do đó không bị tội. Thái Sinh, thưa, tại sao lại không cùng chịu tội? Bồ Tát, Phật tính vô hình vô tướng, chân không diệu hữu. Còn tính chúng sinh chấp trước phiền não, tham dục không cùng, hồn phách không rời, do đó Phật tính có thể dí với không, chúng sinh tính có thể dí với hữu, bởi vậy mà Phật tính không cùng chịu tội. Thái Sinh, thưa Đức Bồ Tát có thể nói rõ về quá khứ lúc còn tại thế không? Bồ Tát, đã gọi là Bồ Tát thì không còn có tâm quá khứ, hiện tại, vị lai, vậy mà Thái Sinh lại còn muốn biết về quá khứ của tôi sao? Thái Sinh, ha ha, đa tạ Bồ Tát đã mở trí cho. Lời dạy của Bồ Tát quả là siêu diệu. Kính xin Đức Bồ Tát giảng giải về ý nghĩa của tiếng Phật. Bồ Tát, Phật tức chẳng phải là loại người tam tâm tứ tướng, thất tình lục dục. Phật không chấp, không nhiễm, không phân biệt, không đến không đi, cho nên gọi là Phật. Thái Sinh, thưa còn phàm tâm chết, thánh tâm sống ý nghĩa là như thế nào? Bồ Tát, phàm tâm tức là tâm người trần, tâm phiền não, cũng là tâm khỉ ý ngựa, thường trói buộc cùng thất tình lục dục, cho nên người phàm không giữ hồn yên tịnh nổi một ngày, tâm thanh tịnh nổi một phút. Thứ tâm này là phàm tâm, do đó chỉ người tu đạo mới có thể chế phục nổi tâm này, để cho tâm trong sáng giác linh hiển lộ. Tâm trong sáng giác linh là tâm thánh,
tâm siêu phàm. Thái sinh, thưa tại sao Thiền Tông lại phân chia thành ba bậc, thượng, trung, hạ? Bồ Tát, vì chúng sinh phân biệt nên mới có sự phân chia thành ba cấp thượng, trung, hạ. Còn theo như sự tri kiến của Phật thì không có phân biệt thượng, trung, hạ. Thái sinh, thưa vậy thì còn gì để nói? Bồ Tát, bởi vì chúng sinh phân chia thành ba bậc thượng, trung, hạ, cho nên tiên Phật mới thiết lập ba bậc pháp thượng, trung, hạ. Chúng sinh nếu như không có tâm phân chia ba bậc thượng, trung, hạ, thì tiên Phật cũng chẳng thiết lập ba bậc pháp thượng, trung, hạ. Đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh, thưa có phải giữ được tâm Như Lai là đắc pháp thượng thừa? Bồ Tát, ha ha, Thái sinh nói rất đúng. Pháp Như Lai chỉ có một pháp, giữ một tâm duy nhất sao cho giống hệt tâm sơ nguyên bản lai thì là tâm Như Lai, là tâm Phật dạy. Thái sinh, thưa thế nào là đốn ngộ? Bồ Tát, đốn là từ bỏ tâm tư vọng tưởng, ngộ là thấy tính đạo đức, là pháp môn đốn ngộ. Tế Phật, lời dạy của huynh Diệu Năng quả là thuộc trí huệ siêu diệt, giúp kẻ học đạo thấy được cảnh giới mới mẻ, thật quả phi phàm. Bồ Tát, đạo huynh chớ quá khen, ai mà không rõ đạo huynh có thể phân thân thành muôn dạng ức, không trói không buộc, độ được rất nhiều Phật tử có duyên. Tế Phật, huynh Diệu Năng chớ quá ca ngợi, bữa nay thời giờ đã trễ, xin tạm ngừng cuộc đàm đạo tại đây, hy vọng còn có dịp gặp lại, chào tạm biệt. Thái sinh, xin lạy chào từ giả cùng đa tạ Đức Bồ Tát đã ban lời chỉ giáo vàng ngọc. Tế Phật, trò ngoan hãy lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 29. Luận đạo pháp, duyên thông tùy duyên hiển lộ. Hỏi tội hồn âm phủ thẹn tả quá khứ. Phật sống tế công. Giáng ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: Thuyết pháp vô định pháp, dĩ chúng sinh tâm ghi pháp. Đàm đạo vô định đạo, dĩ chúng sinh tâm ghi đạo. Dịch: Thuyết pháp không chấp pháp, coi tâm chúng sinh là pháp. Luận đạo không chấp đạo, coi tâm chúng sinh là đạo. Tế Phật, kể từ khi Thánh Hiền Đường phổ hóa đạo pháp tới nay, đã giảng giải rất nhiều về đạo pháp, lại tới trung pháp rồi tiểu pháp, có khi lại thuyết cả về vô thượng pháp, khiến lắm lúc chúng sinh chẳng biết chọn lựa pháp nào, nên ta nay chi bằng chỉ nói một lời là thâu hết lẽ đạo. Đó cũng là cách thuyết pháp mà không chấp pháp, giảng đạo mà không chấp đạo. Cảnh ngộ nội tâm trong mọi chúng sinh khác biệt hẳn nhau, do đó sự trình bày chân lý của Thánh Thần Tiên Phật cũng không thể theo một phương thức nhất định nào, mà phải uyển chuyển nương theo từng căn cơ của mọi chúng sinh để dìu dắt từ thấp lên cao. Bởi vậy điểm quan trọng của việc tạo ra pháp này pháp nọ là bởi chúng sinh, còn nếu như không có chúng sinh ắt hẳn chẳng cần thuyết pháp giảng đạo. Do đó, đạo pháp hoàn toàn vì loài người mà giảng giải luận bàn, cũng không hề phân biệt kẻ trí người ngu. Thái sinh, lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, đối với người thuộc giới hạ thừa giảng pháp hạ thừa, đối với người trung thừa giải pháp trung thừa, đối với người thượng thừa giảng pháp thượng thừa, thiết tưởng đó là tất cả ý nghĩa quan trọng. Tế Phật, trò ngoan, căn cứ theo điều con vừa trình bày thì chỉ cần đạt được sự ứng hợp hòa hài mà thôi, khó có thể giúp kẻ học đạo tiến bộ nhanh chóng. Còn nếu như đối với giới hạ thừa giảng pháp trung thừa, đối với trung thừa giảng pháp thượng thừa, đối với thượng thừa giảng pháp vô thượng thì hẳn là sẽ giúp người học đạo tiến bộ lẹ hơn, cao hơn. Các bậc thánh hiền từ xưa tới nay đều theo phương thức này mà hướng dẫn kẻ hậu học, nên sự cố gắng tìm ra phương pháp của các ngài cực kỳ gian khổ. Thái sinh, lời dạy của ân sư con càng nghe càng thấy vô cùng hữu lý, trí tuệ của con còn nông cạn nên rất cần sự khai thị của thầy. Tế Phật, con nói đúng. Bởi lẽ đối với một kẻ có thành kiến và cố chấp, luôn luôn coi mình thâu trí, nên đạo họ theo chỉ là đạo giới hạn, chỉ biết có pháp mình mà thôi. Huống nữa lại còn có một số người chỉ biết người khác cung kính dâng lời mình, còn chẳng chịu nghe ai cả, do đó rất khó mở trí cho họ.
Thái Sinh, thưa ân sư, tình trạng này rất nhiều. Do đó, đạo không chung chẳng thể cùng lo toan, đạo bất đồng bất tương di mưu. Nghĩ kỹ thì nguyên nhân chỉ tại vậy thôi. Tế Phật, ha ha, thời gian vô cùng quý báu, tạm ngưng cuộc đàm đạo chiều nay tại đây. Trò ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị khởi hành. Thái Sinh, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, trò ngoan, phía trước là nơi về của kiếp người. Thái Sinh, thưa, phía trước là nhà hoàng, tại sao ân sư lại kêu là nơi về của kiếp người? Tế Phật, đó không những là nơi về của kiếp người, mà còn là nơi tạm nghỉ của thể xác chúng sinh. Thái Sinh, thưa lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, tới chốn này còn có kẻ thống khổ, quả thật là đáng thương. Tế Phật, sinh ly tử biệt là vấn đề không thể tránh nổi của con người, song kiếp người chẳng phải là kiếp thật, sự chết chẳng phải là thật chết. Chớ nên cho cõi sống là vui, cõi chết là buồn, đến làm sao thì đi làm vậy, bởi lẽ sống chết chỉ là sự tự nhiên của kiếp người. Kẻ trí tuệ chỉ yêu quý cái ta chân thật, linh hồn, chứ nên chấp trước cái ta giả dối, thân xác. Thầy trò mình hãy vô trong phỏng vấn. Thái Sinh, thưa dân, khi Tế Phật và Thái Sinh vô trong thấy tướng quân áp giải các vong hồn, Thái Sinh thắc mắc hỏi Tế Phật: thưa ân sư, tướng quân phía trước do đâu phái tới? Tế Phật: à, họ được thành hoàng phái đến. Tướng quân từ trong nhà hoàng thấy Tế Phật tới, vội vàng cung kính lạy chào. Tế Phật: quý tướng quân chịu nhiều gian khổ. Tướng quân: thưa dân. Tế Phật: trò ngoan hãy phỏng vấn quý tướng quân. Thái Sinh: thưa tuân lệnh, xin hỏi quý tướng quân từ đâu tới, và tại sao lại quá bận rộn đến như vậy? Tướng quân: chúng tôi phụng mệnh thành hoàng tới đây. Thái Sinh: à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Còn ân sư Tế Phật và tôi đêm nay tới đây vì lý do viết sách Nhân Gian Du Ký, ước mong tướng quân giúp đỡ để tôi được phép phỏng vấn dài vong hồn. Tướng quân: được, Thái Sinh cứ tự nhiên. Thái Sinh: cảm ơn tướng quân nhiều. Thái Sinh phỏng vấn vong hồn thứ nhất, nhưng vong hồn lại bưng miệng không nói. Tướng quân: vong hồn, hãy mau thành thật thuật lại những hành động còn tại thế, để sau này xuống địa ngục, ta trình với Minh Dương, vong hồn sẽ được giảm khinh hình phạt. Sau khi nghe tướng quân giải thích, vong hồn có ý hối hận. Vong hồn, nhớ lại những hành vi lúc sống, tôi vô cùng mắc cỡ, thì làm sao tôi có thể tường thuật lại? Thưa, khó khăn cho tôi quá, chi bằng sớm đưa tôi xuống địa ngục cho rồi. Thái Sinh: này vong hồn, đêm nay chúng tôi tới đây với mục đích viết sách khuyên đời, nên sự thẹn thùng hối hận của vong hồn rất hữu ích. Hy vọng vong hồn thuật lại tất cả những hành vi lúc sống, để viết vào sách khuyên răn người đời. Khi ấy quả là công lao của vong hồn chẳng nhỏ. Hơn nữa lại hứa sẽ giấu kín danh tính cùng địa chỉ để vong hồn được yên tâm. Vong hồn, hai anh em vong hồn kia ra vẻ vô cùng lương thiện, khiến tôi càng mắc cỡ. Thật không thể tưởng tượng được rằng trên đời lại có người lương thiện tới mức đó. Nhìn thấy tấm gương này khiến tôi càng hối hận là tại sao lúc còn tại thế tôi không cố gắng sống đời lương thiện. Thái Sinh, Thái Sinh sau khi nghe vong hồn trình bày chẳng biết nói sao hơn. Vong hồn: thưa, tôi xin thuật lại những hành vi lúc sống của tôi. Vốn là kẻ thông minh song chỉ vì một phút lỗi lầm mà đi lạc vào đường tối tăm, cũng bởi tại tôi có tính hung hăng hiếu thắng. Lúc còn đi học, đã kết giao với loại bạn bất lương, thường hiếp đáp các học trò hiền lành nên hồi đó tôi là tên du đảng nổi danh. Luôn luôn gây ra các trận ẩu đả, phạm những lỗi lầm quá lớn, thành sớm bỏ học hành, trốn khỏi gia đình tới Đài Bắc kiếm sống. Khi mới tới Bắc Bộ, xin được học sửa xe hơi một thời gian, song ngựa quen đường cũ lại kết giao cùng bọn lưu manh hành động bất lương, gây sóng gió lớn lao. Sau một thời gian, vì muốn có thật nhiều tiền, tôi lại đi theo băng chuyên nghề cậy khóa, ban đầu đánh cắp xe đạp, về sau liều mạng đánh cắp cả xe gắn máy, xe hơi để bán lấy tiền. Tuy ngón nghề rất giỏi, song tôi cũng từng bị bắt và bị ngồi tù ít năm. Sau khi ra tù tôi đã không chịu giác ngộ lại còn tiếp tục lập bè kết đảng, hàng ngày tính chuyện ăn hàng. Bữa nay sau khi cùng đồng đảng nhậu nhẹt say sưa lái xe về nhà, tới nửa đường vì suốt ngày tâm thần bất ổn,
Kết quả chỉ một chút sơ ý, xe lao vào đầu cầu, hồn lìa khỏi xác. Thật không ngờ, cũng bởi tại lúc sống không lo làm người lương thiện, khi thác xuống âm phủ mới biết là chỉ chết phần thể xác, còn linh hồn vẫn còn tồn tại. Thái sinh, vong hồn đã thuật lại những điều từng làm khi còn tại thế, không hề giấu giếm mảy may, quả là hết sức thành thật. Hy vọng những điều hiếm có đó sẽ là tấm gương tốt cho người đời soi chung, tin rằng những kẻ bất nhân đang âm thầm tác yêu tác quái trong bóng tối, được đọc những điều vong hồn vừa thuật lại chắc chắn sẽ sớm hồi tâm, quay về đường quang minh chính đại. Xin vong hồn thứ hai thuật rõ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế. Vong hồn, lúc sống tôi ham mê cờ bạc, bây giờ tôi kể lại hy vọng sẽ không bị chê cười. Thái sinh, vong hồn, không có chuyện đó đâu, xin cứ an tâm. Vong hồn, kể lại những hành động của đám người ham mê cờ bạc, chắc chắn sẽ có kẻ nghiến răng trợn mắt, vì tại nơi chiếu bạc người ta đối xử với nhau chẳng khác gì phường giác đấu. Bề ngoài thì anh tôi, song trong bụng giấu cả bồ dao găm, tình bạn chân thật rất hiếm có, dù là đôi bạn thân đi nữa. Song khi ngồi vào chiếu bạc thường thường tình bạn cũng bị tổn thương, hoặc có khi còn biến thành kẻ thù của nhau. Thái sinh, lời nói của vong hồn chắc chắn sẽ giúp nhiều người tỉnh ngộ, quả là liều thuốc thần diệu. Tuy nhiên tôi cũng còn hoài nghi, không thể tin tưởng được rằng những kẻ ham mê cờ bạc lại thay lòng đổi dạ mau đến như vậy. Vong hồn, được, tôi vốn là một nông dân nhưng lại mưu cầu vinh hoa phú quý, nên mới dời tới Bắc Bộ để mong thực hiện ý đồ. Ban đầu làm thợ nề, trong giờ nghỉ bày trò đánh bài chơi, sau đó trở thành ham thích, liền rủ nhau tới sòng bạc, càng đánh càng say mê. Thời gian sau tôi mới khám phá ra rằng nơi các sòng bài thường có các mánh khóe gian lận, do đó nắm chắc được phần thắng. Bởi vậy tôi đã học cách xảo trá của họ, rồi lợi dụng cơ hội rủ rê bạn bè hoặc làm quen với các thương gia giàu có để đưa họ vào trong. Bất kể thân sơ tôi đều lập kế lừa họ, thậm chí đến cả anh em tôi cũng không từ. Lúc mới bắt đầu đánh tôi đều giờ thua để làm kế đưa mồi nhử cá, cho tới khi cá cắn câu tôi mới giật. Thái sinh, vong hồn giật như thế nào? Vong hồn, các con bạc càng ăn càng đánh lớn, cho tới lúc họ qua mắt vì tiền tôi mới ra tay. Như vậy thì không phải là kẻ chuyên sống bằng nghề cờ gian bạc lận thì làm sao biết nổi. Nên có rất nhiều người đã bị tôi làm cho tán gia bại sản. Giờ đây nghĩ lại tôi quả là kẻ vô cùng bất nhân. Thái sinh, đúng, hành động như vậy là phản lại luân thường đạo lý. Tế Phật, đêm nay thời giờ đã trễ, trò ngoan mau lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, thái sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 30. Tới công viên xem lòng người dạo cảnh, bàn nhân quả thấy thiện ác rõ ràng. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: thành trụ hoại không vật thủy chung, sinh lão bệnh tử nhân sở thống, thanh tâm quả dục siêu phàm giới, an bần lạc đạo tự khinh túng. Dịch: muôn vật trước sau có lại không, bệnh già sống thác đớn đau lòng, tâm trong bớt dục siêu phàm giới, vui đạo cam nghèo chẳng ước mong. Tế Phật, thành trụ hoại không là quá trình sinh hóa tự nhiên của dạng vật, và kể cả loài người cũng cùng chung số phận, thân xác có sống ắt có chết. Ngoài trừ số ít người bớt dục giữ tâm thanh tịnh mới có thể sống được cuộc đời an bần lạc đạo, còn ngược lại phần đông thân tâm khổ nhọc, tinh thần sa sút, bởi lẽ loại người này đã không lo dung bồi nội lực, lại còn phung phí sức quá nhiều. So sánh hai hạng này thì thấy ngay rằng loại trên cầu hưởng ân phước, loại dưới cầu thương thân hại mệnh. Cho nên trong khoảng sống chết, kẻ chân thành giải trừ phiền muộn, chịu an dưỡng tính mệnh quả là hiếm hoi. Song cũng chính nhờ lo công phu thực hành pháp lý, họ đã hiểu được đạo sống chết, vượt thoát được giả tưởng sinh tử ràng buộc mà đạt tới cảnh giới tự tại giải thoát. Do đó chỉ những ai giác ngộ được mới có thể thoát tục mà thôi. Thái sinh, loại người trên hẳn đã hiểu được chân bản ngã chẳng sinh cũng chẳng tử. Tế Phật, trò ngoan nhận xét rất đúng, loại người đó sống chẳng vui, chết chẳng buồn, vượt khỏi dòng sinh tử.
thôi bữa nay tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, thầy trò mình còn phải lo việc viết sách. Thái Sinh, thưa dân, con đã chuẩn bị sẵn sàng, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, trò ngoan xuống đài sen. Thái Sinh, thưa ân sư, đêm nay con cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Tế Phật, tại sao? Thái Sinh, thưa vì được ân sư hướng dẫn tới công viên. Tế Phật, ha ha, suốt ngày suốt đêm được nhẹ nhàng thoải mái là bởi tại dốc lòng lo độ chúng sinh. Thái Sinh, kính xin ân sư giảng rõ về lẽ thiền cơ. Tế Phật, ha ha, trò ngoan tin là thầy hiểu rõ thiền cơ sao? Thái Sinh, thưa tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới công viên? Tế Phật, để con phỏng vấn một người đang rảnh rang ngoạn cảnh đêm thư thái, tâm tình hỗn loạn ý mang mang. Thái Sinh, tâm huyết ân sư như sóng trào, lời nói ngụ ý quá sâu xa nên trò ngu không hiểu nổi. Tế Phật, trò ngoan hãy nhìn những người tản bộ kia, bề ngoài thì có vẻ thảnh thơi, song bên trong tâm hồn băn khoăn nhiều nỗi, nên sự thoải mái giả tạo đó không thể che giấu nổi những khoác khoải hoang mang tận đáy lòng. Cũng bởi tại họ đang hồi tưởng lại dĩ vãng u ẩn nên tâm hồn mới héo hắt, bàng hoàng. Đêm nay đám người già trẻ đó tới đây với mục đích để cho khuây khỏa được tất cả những sự băn khoăn lo lắng. Thái Sinh, lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Con thấy những người đó cứ thở ngắn than dài, tâm trí họ dường như vô cùng bấn loạn. Chắc hẳn thâm tâm họ có điều chi thắc mắc cần phải giải quyết mà giải quyết không xong. Tế Phật, trò ngoan, người kia bữa nay thất thần, lạc phách trông thật đáng thương. Chẳng một ai có thể ngờ rằng trước đây 30 năm, trong giới giang hồ y đã từng hét ra lửa. Thái Sinh, quả là người trước sau đã đi cả ngàn vạn dặm. Tế Phật, thời thế đổi thay, gió nước luân lưu biến chuyển. Khi xưa thân thể y cường tráng, tâm ôm ấp bao mộng lớn. Ngày nay sau khi trải qua nhiều năm tháng giải dầu, lênh đênh gian khổ, áo mỏng chiếc thân, phách lạc hồn siêu, đầu đường xó chợ, cũng bởi tại quả báo do y tự chuốc. Thái Sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Tế Phật, ông già tật nguyền kia vốn là một quân nhân giải ngũ, lúc còn là thanh niên gặp thời tao loạn đã tòng chinh, hiện giờ được xuất ngũ. Xét về tư cách là người chính trực vô tư, tương lai chắc chắn được phúc báo. Thái Sinh là người dốc lòng đền ơn nước, rất được dân chúng kính phục, xin cầu chúc gặp được phước lành, an hưởng lộc trời vô lượng. Tế Phật, còn người ngồi trên kia thân thế siêu phàm, song lúc sống không rõ nhân quả, không tin thần Phật, do đó việc thiện không làm, tính tốt không tu, phước lộc tiêu tan, cuối cùng sự nghiệp bị nghịch cảnh trái ngang. Năm trước vợ chết vì bệnh ung thư, hiện thời chỉ ngồi thương tiếc dĩ dãng vàng son. Thái Sinh, người đời thất vọng có đến 89 phần 10, hy vọng vị đó cũng thấu hiểu điều đó. Tế Phật, còn ông già nằm trên sập kia, con có nhìn thấy không? Thái Sinh, thưa ân sư, con có thấy, vị đó hình như cũng bị tán thần lạc phách không rõ bởi nguyên nhân gì. Tế Phật, hoàn cảnh hiện giờ ra sao đều hoàn toàn tùy thuộc ở kết quả của những việc làm ngày trước. Thái Sinh, thưa ân sư, vậy thì còn biết nói sao? Tế Phật, vì đó lúc còn là thanh niên, có gia đình sống cuộc đời sung túc, song không biết an phận, buôn bán chuyên đầu cơ. Gặp lúc kinh tế khó khăn, sinh lòng gian xảo, giả đò tuyên bố công ty phá sản, ngầm chuyển hết tiền bạc của công ty cho vợ giữ. Sau đó giờ ly dị vợ để cướp nợ bằng cách che mắt pháp luật. Hành động này đương nhiên không thể lọt qua lưới pháp luật nên bị chế tài và bị nhốt tù. Tưởng rằng sau đó ít năm lúc được thả ra sẽ sống cuộc đời sang giàu sung sướng với vợ đến trọn đời. Nào ngờ nhân định không bằng trời định nên lúc ra khỏi nhà tù, không gặp lại được người vợ. Vì y thì đã cuốn gói theo người tình không rõ tại phương nào, thành lâm cảnh khốn cùng, chỉ còn biết ôm hận mà thôi. Thái Sinh, quả là trời chẳng chiều kẻ lòng tham vô đáy. Tế Phật, đúng là kẻ ác sẽ bị kẻ ác hơn trừng trị, gian trá sẽ bị kẻ gian trá hơn lừa đảo, thiết tưởng đen quà đen, kết quả tự làm tự chịu. Do đó người này phải đối xử với kẻ nọ ra sao, kẻ nọ phải đối xử với người này như thế nào, chắc chắn không ngoài lẽ đạo.
còn sự gian tà xảo trá chẳng thể qua mắt nổi người khác. Thành ra kẻ gian manh lừa đảo cuối cùng chỉ tự chuốc lấy sự thất bại mà thôi. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư quả là chí lý. Tế Phật, ông già kia thân thể suy nhược, đầu tóc bù xù, mặt mày dơ bẩn. Thái sinh, thưa con đã nhìn thấy, song con không rõ quá khứ của vị đó như thế nào. Tế Phật, người ấy có tật nghiện rượu, đã đau yếu lại còn nhậu nhẹt liên miên, đó là thói quen vô cùng tai hại. Thái sinh, nguyên nhân gì đâu mà ngày nay tới nông nỗi này. Tế Phật, đây cũng là tự làm tự chịu vậy. Người đó vốn lấy được vợ hiền lành, song vì phước mỏng nên sau đó mắc tật nghiện rượu, suốt ngày ra ngoài nhậu nhẹt say mềm, tối về nhà gây gỗ, đánh đập chửi mắng vợ con. Vì vậy mà vợ không chịu nổi sự đau khổ, liền bỏ nhà đi. Từ đó về sau, thân thế sự nghiệp ngày càng xuống dốc, phải làm những việc tay chân nặng nhọc để sống qua ngày. Hiện giờ thân thể suy nhược đau yếu thường xuyên, tất cả đều do cái hại của rượu gây nên. Thái sinh, thưa ân sư, có phải tại số kiếp của người đó như vậy không? Tế Phật, kinh sách có nói, trời khó tin, mệnh chẳng thường, thiên nan kham mệnh mi thường. Ý là trời không hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mọi con người. Trong Thanh Tịnh Kinh, Thiên Cảm Ứng cũng có nói, quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc, quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Số mệnh của con người là do nhân quả nhiều kiếp tích lũy, đường rộng an nhiên tự tại thanh thang mở sẵn, người ta chẳng chịu đi, lại thích đi ngã quanh co, sái quấy. Như vậy hẳn là họ đã bỏ mất đường về nguồn cội để rồi gặp nhiều gian nan trắc trở. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý. Có loại người mặt mày coi phúc hậu, song chưa thấy thành công, còn lắm bộ mặt coi hắc ám nhưng lại giàu sang nhiều tiền bạc. Tế Phật, những kẻ được may mắn đó là chỉ tạm nhờ phước báo mà thôi. Còn đạo đức vô hình mới là phước báo chân chính. Phước báo hữu hình đôi khi chưa chắc hẳn đã là phước báo. Bởi lẽ thời đại này, kẻ xảo trá quá nhiều, nên sự hưởng phúc bất chính cũng không ít. Những kẻ đó không thể cho là họ có phước đức được, mà chỉ là có danh lợi hảo mà thôi. Cho nên theo mắt phàm thì đó là phúc, nhưng theo mắt Phật mắt tiên thì đó là họa. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Tế Phật, việc phỏng vấn sưu tầm tài liệu để viết sách bữa nay cũng đã khá đủ. Thôi thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, xin tuân lệnh. Thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo của Nhân Gian Du Ký. Vì đây là video khuyến thiện, nên quý vị tùy ý chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.